Xin chào các bạn đã đến với video của mình. Trong video lần này chúng mình cùng vào bếp làm món bánh canh cua nha. Nguyên liệu gồm có 500 g xương ống, 200 g tép, khoảng 3 con cua biển, khoảng 2 đến 3 con cua biển, hành lá, ngò gai, ngò rí, đậu hành, khoảng 2 đến 3 tép tỏi, hành tím, ớt, nấm đùi gà, nấm linh chi đen. Các bạn cũng có thể thay thế bằng nấm rơm, salad, giá. Một củ cải trắng, củ sắn, 1 phần 2 củ hành tây, một ít hành tím, dầu màu điều. Gia vị gồm muối, đường, bột ngọt, hạt nêm, tiêu và nước mắm. Xương thì các bạn sẽ trần sơ qua nước sôi cho nó sạch. Xương mình đã được vớt ra và rửa sạch rồi các bạn. Mình sẽ cho vào một cái nồi khoảng 5 tô nước. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần xương vào mình hầm khoảng 1 đến 1 tiếng rưỡi. Trong lúc hầm xương thì các bạn nhớ hớt bọt cho nước dùng mình được trong nha. Củ sắn thì các bạn sẽ cắt làm hai và củ cải trắng thì mình cũng xắt thành từng miếng nhỏ. Sau khi được vớt bọt rồi thì các bạn sẽ cho cái phần củ cải trắng, củ sắn và hành tím vào. Nếu còn thấy bọt thì các bạn cũng nên hớt nha. Rồi mình sẽ nêm một muỗng canh muối, một ít bột ngọt, một muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh hạt nêm. Trong lúc chờ hầm xương thì các bạn sẽ chuẩn bị cái phần nguyên liệu khác để mình nấu bánh canh nha. Cua thì mình sẽ tách ra và các bạn sẽ cắt bỏ cái phần hàm của nó. Mình sẽ tách hết cái phần phổi của nó ra. Các bạn cũng sẽ đem rửa sạch lại với nước lạnh vì ở trong cái phần này thì nó thường có cát. Gỡ bỏ cái yếm luôn nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái nĩa mình lấy hết cái phần gạch của cua ra. Hành tím thì các bạn sẽ bào mỏng để một lát nữa mình phi cho nó vàng lên. Mình cho một ít dầu vào trong cái chảo. Mình sẽ cho cái phần hành vào mình phi cho nó vàng lên. Sau khi hành được vàng rồi thì các bạn cho qua một cái rây để mình lược lấy cái dầu. Để bảo quản hành thì các bạn cho vào một cái keo mà đậy nắp kín lại. Tỏi thì các bạn sẽ đập dập và bầm nhuyễn. Mình sẽ sử dụng cái chảo phi hành hồi nãy và cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn vào. Các bạn cho toàn bộ cái phần tỏi mình đã băm nhuyễn vào. Sau khi tỏi đã thơm rồi thì các bạn cho cái phần cua vào mình xào luôn. Mình sẽ nêm 1/2 muỗng canh hạt nêm, một ít bột ngọt, một ít đường.
mình sẽ đậy nắp lại cho nó nhanh chín nha các bạn. Sau khi được 6 đến 7 phút rồi thì mình sẽ lấy hết cái phần cua ra ngoài. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho hết cái phần gạch cua vào mình xào. Sau khi gạch cua của mình nó đã được chín rồi thì các bạn sẽ cho hành lá mình sắc nhuyễn vào. Cho thêm một ít tiêu. Mình sẽ chừa lại một ít hành lá và ngò rí, một lát nữa mình sẽ nêm vào bánh canh. Ngò gai các bạn cũng sắc nhuyễn. Cái salad thì các bạn sẽ tách ra thành từng bẹ nhỏ và mình cho vào một ít muối. Mình ngâm với nước lạnh khoảng 5 đến 10 phút. Sau đó thì các bạn sẽ rửa sạch lại. Củ hành tây thì mình sẽ sắc mỏng nha. Nấm đùi gà thì mình sẽ sắc thành từng miếng vừa ăn. Mình sẽ cho một ít muối vào trong một cái thau nước lạnh, mình sẽ khuấy cho nó tan đều. Các bạn cho toàn bộ cái phần nấm vào mình ngâm tầm khoảng 10 đến 15 phút. Bánh canh thì các bạn sẽ trụng qua nước sôi. Sau đó mình sẽ cho ra một cái rổ cho nó ráo nước. Bây giờ mình sẽ đem ra mình cắt hết cái phần râu của nó. Các bạn lấy hết cái phần ở trên đầu nó ra luôn nha. Sau đó thì mình sẽ cho vào trong cái chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Cho hành tím bào mỏng vào. Cho hết toàn bộ cái phần nấm mình đã rửa sạch vào. Mình sẽ cho 1/2 muỗng canh hạt nêm. Cái nồi nước hầm xương của mình nãy giờ hơn một tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình vớt hết cái phần xương và củ cải, củ sắn ra nha. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần cua mình đã xào vào. Các bạn sẽ nấu cho mình tầm khoảng 10 đến 15 phút cho nó ra cái chất ngọt của cua và tép. Sau đó thì các bạn sẽ vớt ra và mình lấy hết cái phần thịt của cua ra. Khi nào bạn ăn thì mình sẽ cho một ít nước dùng ra một cái nồi riêng. Mình nấu để mình ăn riêng nha các bạn. Mình bỏ chung thì cái nồi nước dùng của mình nó sẽ bị mất ngon. Tùy vào số lượng người trong gia đình mà các bạn sẽ cho cái phần nước dùng ra. Mình sẽ cho cái phần hành tây mình đã sắc mỏng vào. Cho đầu hành vào. Mình sẽ cho cái phần bánh canh vào. Cho nấm nữa. Cho thêm một ít cua. Các bạn cũng có thể cho thêm một ít dầu màu điều cho nó lên màu đẹp hơn. Nếu bạn thích ăn sánh thì mình cũng có thể cho một ít bột năng vào trong một cái chén nước lọc và mình rưới từ từ vào. Mình sẽ cho một ít gạch cua vào trong nước dùng của mình luôn. Các bạn sẽ nêm hành lá, ngò rí vào. Vậy là được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra một cái tô và thưởng thức thôi. Cho ngò gai, hành phi và một ít tiêu.
Nước mắm thì các bạn sẽ cho ra một cái chén và cho thêm vài lát ớt. Vậy là món bánh canh của mình đã được thực hiện xong. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích món bánh canh do mình làm. Nhớ ấn like và đăng ký ủng hộ tinh thần mình với nhé. Video là món bánh canh cua của mình đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.